Thưa quý vị, mục tiêu của việc sửa đổi Luật Đất đai 2013 tới đây là phải giải quyết được các vấn đề mà Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5 đã đề ra, trong đó đáng chú ý với 9 nội dung đổi mới quan trọng. Luật Đất đai 2013 sửa đổi tập trung vào 9 nội dung mới và quan trọng quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong vai trò là đại diện của chủ sở hữu, thống nhất quản lý đất đai, bổ sung quy định quyền công dân trong tiếp cận đất đai, giám sát việc quản lý sử dụng đất. Hoàn thiện đồng bộ các quy định về việc xây dựng hệ thống quy hoạch sử dụng đất đai, công khai minh bạch trong giao đất, cho thuê đất, phân cấp thẩm quyền cho các địa phương trong quản lý sử dụng đất, thực hiện công khai minh bạch trong thu hồi đất, hoàn thiện các quy định về giá đất theo nguyên tắc thị trường, công khai minh bạch, giải quyết tình trạng đầu cơ, chậm sử dụng đất, bảo đất hoang tiếp tục hoàn thiện các quyền của người sử dụng đất, hoàn thiện các quy định về chế độ sử dụng đất đa mục đích, sử dụng không gian ngầm trên không. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên nền tảng số, dựa trên hệ thống thông tin đất đai thống nhất. Thưa quý vị, tính đến chiều ngày 26 tháng 8 đã có hơn 1,9 triệu người lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, đạt gần 68% kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số tỉnh tỷ tỉ lệ giải ngân thấp dưới 20%. Tính đến 16 giờ ngày 26 tháng 8, có 60 tỉnh thành phố đã tiếp nhận hồ sơ của trên 124.000 lượt doanh nghiệp với hơn 5.182.000 lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 3.265 tỷ đồng. Các cơ quan đã thẩm định và ra quyết định phê duyệt được hơn 2.725 tỷ đồng, tương đương 83,4% số hồ sơ đề nghị, giải ngân được 1.677 tỷ đồng. Như vậy có thể thấy từ ngày 15 tháng 8 tới nay, tốc độ giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động đã tăng ở hầu hết các tỉnh thành. Tuy nhiên hiện vẫn còn 3 tỉnh tỷ lệ giải ngân thấp dưới 20%, đó là Bắc Ninh mới đạt 16,2%, Bình Định chỉ đạt 15,2%, thấp nhất là Phú Thọ tỷ lệ giải ngân mới được 8,86%. Hôm nay tại thành phố Quy Nhơn đã diễn ra hội thảo tour một hành trình ba điểm đến Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phục vụ thị trường khách du lịch ba nước là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. ba địa phương bình định phú yên khánh hòa có sự tương đồng về văn hóa lối sống phong tục tập quán tài nguyên khí hậu sản phẩm du lịch và vị trí địa lý rất thuận lợi để kết nối hợp tác phát triển du lịch có vị trí nằm trên giải đất vùng duyên hải nam trung bộ trên tuyến du lịch xuyên việt có tài nguyên du lịch khá toàn diện các địa phương cần xác định thế mạnh về tài nguyên sản phẩm du lịch đặc sắc riêng có của từng vùng để xây dựng sản phẩm du lịch chung, một hành trình ba điểm đến, từ đó phát triển sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú tại ba tỉnh. Trong thời gian tới, các địa phương cần đào tạo đội ngũ ngành du lịch chất lượng cao, phối hợp với các hãng hàng không mở chuyến bay charter, mở chuyến đến một số thành phố lớn của ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch ở cả ba địa phương phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản là nhiệm vụ quan trọng của ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng ngành hàng nông sản phát triển bền vững tham gia chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu thời gian qua nhờ ứng dụng hiệu quả cơ giới hóa trên đồng ruộng ngành nông nghiệp cả nước nói chung đồng bằng sông cửu long nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay cả nước có mức độ cơ giới hóa trong các khâu sản xuất có tỷ lệ khá cao. Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đối với cây lúa, khâu làm đất đạt 100%, khâu gieo xạ và cấy đạt 75%, khâu chăm sóc và bảo vệ thực vật là 85%, khâu thu hoạch là 95% và khâu thu gom dơm dạ là 90%. Cây ăn trái, khâu làm đất đạt tỷ lệ trên 90%, khâu chăm sóc đạt 60 đến 70%, khâu thu hoạch chủ yếu làm thủ công. Đối với nuôi trồng thủy sản, các máy móc cơ giới hóa đã ứng dụng gồm máy sục khí, máy kiểm tra nhiệt độ nước, máy thu hoạch, các máy móc cho cơ sở hạ tầng ao nuôi. Qua cái tham quan mô hình này, tôi tâm đắc nhất là cái máy mà xả phân bón, xả lúa, xả phân bón phun thuốc cho sau. và với, lý do là cái máy móc này nó lại giải phóng được sức lao động của người dân. Đó rồi tăng hiệu quả kinh tế. Đó là một cái máy này thì có thể làm nó quần vài, vài chục người nông dân trong một ngày. Nếu mà có cái chính sách nào mà hỗ trợ nông dân thì nó có điều kiện nó sẽ phát triển mạnh trong những năm tới. Thì thấy là cái cơ giới cơ giới quá cho nông dân là ok. Mong muốn là được là là trải khắp dùng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long của mình cho nông dân đỡ vất vả hơn hiện nay cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp vẫn còn tồn tại một số vấn đề như tỷ lệ cơ giới hóa ở một số khâu sản xuất và lĩnh vực ngành hàng lâm nghiệp khai thác thủy sản còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn quy mô sản xuất theo chuỗi giá trị còn phân tán công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình cơ giới hóa đồng bộ từ sản xuất chế biến bảo quản tiêu thụ chưa được quan tâm đúng mức qua đây nhiều chuyên gia ngành đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm phát huy tốt hơn việc cơ giới hóa trong sản xuất cái cơ giới hóa nông nghiệp, cái máy móc, cái công nghệ, cái thiết bị để nó tạo ra được một cái năng suất cao hơn, tạo sự đồng đều của chất cho cái nông sản của mình hơn, tạo ra giá trị cao hơn. Nhưng mà phải trên nền tảng là chúng ta tổ chức lại sản xuất quy mô nó lớn hơn. Ừ, quy mô lớn hơn không có nghĩa là tích tụ, không có nghĩa là chỉ tích tụ đất đai lớn hơn, mà cái sự liên kết của hợp tác của những người nông dân ở trong một cái vùng nguyên liệu đó tạo ra những cái hợp tác xã hay là những hình thức hợp tác nào đó để người ta cùng sử dụng chung được những cái phương tiện, những cái công nghệ, những cái thiết bị những máy móc đó nó đạt được một hiệu quả tối ưu quá. Tại chuỗi sự kiện Agri Technica Asia Life 2022 được tổ chức ở Cần Thơ lần này, các đại biểu đã đồng tình quan điểm trong dự thảo nghị định về xây dựng trung tâm cơ giới hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long, đây được cho là quan điểm hướng đi đúng đắn, phù hợp với chủ trương liên kết vùng của chính phủ hiện nay. Thưa quý vị, sau 4 tháng thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, được tỉnh Hà Nam tổ chức thì đến nay tỷ lệ trẻ trong độ tuổi này được tiêm rất thấp. Để bảo đảm được tiến độ và diện bao phủ vaccine cho trẻ, tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho giáo viên và các bậc phụ huynh đưa trẻ đi tiêm phòng. Tính đến ngày hôm nay 27 tháng 8, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Nam tiêm mũi một vaccine phòng COVID-19 đạt 84,8%, hơn 54.000 trẻ đã tiêm mũi 2, tất cả các trường hợp tiêm bảo đảm an toàn. Tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo ngành y tế tích cực phối hợp với các đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022, bảo đảm an toàn cho trẻ khi năm học mới đã đến.